Xin chào mọi người, thì hiện tại là Như đang đi quay phim cho những cái dự án sắp tới của mình. Thì hiện tại thời tiết đang là 36 độ và đang giờ nghỉ trưa thì Như sẽ quay ngay một cái video này cho mọi người. Tức là khi mà Như đi quay phim á thì lúc nào Như cũng phủ lên trên da của mình. Đó là Body Luxury nha mọi người nha. Và cái dòng body này á mọi người, thời tiết càng nóng mọi người thoa càng trắng mọi người. Và đặc biệt nó thấm vào da, nó sẽ không bị chảy chất kem ra bên ngoài da, gây ra tình trạng là đóng bợn kem trên da. Và nó thấm vào da, đặc biệt là Như đi quay á hay đánh đèn, thì Body Luxury nó có một cái điều rất là đặc biệt là nó có lớp màng sinh học trên da. Đây, nhìn chất kem là mọi người mê luôn đúng không ạ? Và Như sẽ mượn ngay một làn da của một bạn để thoa thử cho mọi người xem coi là nó sẽ nâng tông và nó cho một cái lớp màng sinh học như thế nào trên da nha. Ok, đây Như sẽ để một lượng kem lên da của bạn. Và da bạn này á là nếu như mà kem nào không thẩm thấu tốt thì nó sẽ bị lộ vân nha mọi người. Và bây giờ Như sẽ thoa cho mọi người xem nha. Ok, này đây, thoa đến đâu là kem thấm đến đó. Và nó lập tức có ngay một cái lớp màng sinh học trên da để giúp cho da có độ mướt mịn. Và không chỉ đem lại một lớp make up hoàn hảo để cho da nâng tông, mà nó còn giúp cho làn da của bạn trắng và khỏe nữa. Nhanh tay để lại thông tin, Như sẽ tư vấn cho mọi người với mùi thơm 8 giờ đồng hồ sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn tự tin với Body Luxury của nhà Nguyễn Huỳnh Như nha. Cảm ơn mọi người.